Chào các bác thân mến, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2019. Thì chim cú gáy hay xin giới thiệu đây là con đực mình cũng bón tách ra. Nó là dòng tông chim lùi bộ mà lên khách. Nên là các bạn thấy là nó cũng rất là thuần. Ở đây thì các bạn thấy là nó đứng hiên ngang. Con chim này mình đặt tên nó là mã số 80. Nếu bác nào thích chơi một con đực lẻ mà đứng cái tầm này là bắt đầu lăm tăm mọc cườm, mà muốn chơi con khách về sau thì các bạn liên hệ cho đồng chí Thao chim cú gáy là 033 53 05982. Hiện bây giờ thì mình đang quay lúc 8 giờ tối dưới bãi ánh điện. Thì những chú chim này thì các bạn thân mến là nó là dòng chim nuôi ở đúc ra nhà mình sinh sản ra, và nó được bón và nuôi rất là thuần. Bởi vì cái điện thoại của mình quay lên rất là sát, mình giơ lên tự quay tự cầm như thế này là các bạn biết là con chim nó phải rất là thuần thì nó mới đứng im như thế này. Đấy, các bạn thấy là con chim rất là thuần luôn. Đấy, kể cả bây giờ mình để xuống đây. Đấy, tay mình vẫn cầm đây. Đó, mình để đây. Thì con chim nó rất là thuần. Đấy, các bạn thấy con chim mình đưa tay vào nó rất là thuần luôn. Đấy, các bạn thấy là nó rất là thuần luôn. Các bạn thấy mình đưa tay vào rất là thuần luôn này. Đấy. Con chim này là con chim mình khẳng định các bạn là nó sẽ là chim khách. Đấy. Nếu các bác nào mà muốn chơi một con đực lẻ thì các bạn alo cho mình là 033 5305982. Đấy. Đây là con chim mà mình thực sự là cũng có duy nhất là mình bắt con đực ra mình bón. Đấy. Hy vọng là các bác có thể theo dõi kênh và chia sẻ giúp mình cái video này để cho các bác khác có thể là tìm và giao lưu kênh chim cú gáy hay. Thân ái chào tạm biệt.